Hello, Mạnh Tiến xin kính chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một chiếc loa Bluetooth làm thế nào mà vừa có thể hát được nhạc này đấy và hát được karaoke. Như các bạn đã biết ở trên thị trường thì các bạn đã biết quá nhiều đến loại loa vi tính rồi. Nhưng mà loa vi tính thông thường thì các bạn hát trong cuộc sống ấy thì các bạn chỉ để nghe nhạc thôi, nghe nhạc thôi, một cái khán phòng nhỏ hay là những các bạn sinh viên nhỏ hay là những công ty nhỏ gia đình. Nhưng thay vì như vậy thì hôm nay Mạnh Tiến đã phát hiện ra một cái điều rất là nhỏ. Đó là cái chiếc loa mới LS của Taygoat này, hãng nhập khẩu Trung Quốc các bạn ạ, 421B. Chiếc loa này không những hát được karaoke này và cái công suất của nó nghe rất là hay. Và thực tế như thế nào hôm nay mình đã mở hộp và moi gan nó ra đây rồi. Đây, đây là vỏ hộp của nó nhé. Mình xin phép mình để ở đây cho nó lịch sự. Đấy. Chiếc loa này các bạn có thể hình dung nhìn giống như bao các loại loa khác ở trên thị trường đúng không ạ? Cũng có hai chép đây, bản thân cũng có hai chép. Khi các bạn bản thân đã có hai chép như này đây để phân tần ra âm thanh nó hay hơn. Đây chiếc loa bản thân chiếc loa Kenwood này đây, hôm nay thì quên Taygoat này, hôm nay đây ở dưới đây bát này có một lỗ thông hơi này, đây là một nút âm lượng này, đây bên cạnh nó có hướng bát ngay đây, thiết kế rất là đơn giản. Đây mời anh quay phim quay video, đây con này chạy nguồn, đây nguồn bằng DC 9V. Đây cái này có hai cổng ra hai chép này anh em này, đây bát của nó đây. Rất là đơn giản thôi. Đây là một cổng âm lượng to nhỏ, âm lượng to nhỏ. Thì hôm nay bây giờ mình sẽ mở một đoạn nhạc cho các bác nghe thử xem, chưa nói đến chuyện hát karaoke nhé. Ok, thưa quý vị và các bạn, thì bây giờ mình sẽ test thử một đoạn nhạc sàn nha anh em nhé. Bass rất là chắc anh em ạ. Nhá. Đây mình sẽ thử bật mic lên này. Alo. 6 7 1 2 lên. 6 7 lên. Ta xa rồi em nhé. Đường em cứ vui. Đường về bên gác trọ. Bỏ mặc tôi với đời. Đấy, lên 1, 2, 3, 4, đây là cái đề, lên, lên. Đây là âm lượng, mình cho to, lên, lên, lên. Tiếng bass rất sắc, anh em ạ. Đây chiếc loa vi tính mà hát karaoke tương đối mình thấy là hơi là ấm, hay. Lên, ta xa rồi em nhé, lên. Bây giờ mình sẽ thử test một đoạn nhạc cho các bạn. Nó nếu mà các bạn cho lớn mic lên một chút, như mình đang cho gần như này thì mic nó bắt cũng vừa phải thôi. Nếu các bạn cho lớn thì khả năng nó sẽ bị hú đấy các bạn ạ. Đấy, mình nghe chất lượng vừa phải đấy nhá. Đây, đây thử của bài nhạc này. Đây hát trên giọng là của nhà vi tính luôn. Đấy, tuyệt vời chưa anh em? Mấy em kiểm nghiệm thay vì nghe nhạc này, bây giờ này hát karaoke cho lớn mic lên tí này. Lê 6712. Con loa rất bé, chiều ngang thì khoảng 22 cm, chiều dọc 11 cm, chiều cao được khoảng 18 cm. Hai chép rất tuyệt vời. Đấy, anh em thử nghe xem chất lượng thanh bát như nào. Đây, mình hát thử luôn đây. Hát ngồi rất gần. Đấy, nếu mà mình để hát karaoke gia đình giải trí đơn thuần, không hay lắm, không cầu kỳ lắm thì mình nghĩ đây nghe hát được toàn.
kia, ôi mai đỗ tương rêu, lời kỷ niệm êm ái. Đâu giữ âm của tiếng nói ngây thơ, ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường, cùng đuổi bươm hai hoa trên cuối đường, tiếng cười vang tình thương. Thưa quý vị và các bạn, thì đây vừa rồi là mình đã test thử trực tiếp một chiếc loa vi tính, lại mình nhắc lên một lần nữa LS421B. Đấy, âm thanh cho ra rất là ấm sắc nét. Con này thì không yêu cầu cao, nếu mà các bạn hát karaoke gia đình giải trí đấy, hay là mình mua về sử dụng cho công việc, mà mình hát cũng rất là tiện các bạn ạ. Đấy, thì cái giá mà khoảng trên dưới 1 triệu, thì mình nghĩ cái tầm mà cái loa vi tính như này thì cũng đáng đồng tiền để các bạn mua. Thì các bạn nên tham khảo các bạn nhé. Nếu thấy thì hay, để cho Mạnh Tiến xin một like, một chia sẻ các bạn ạ. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào.